Và bây giờ xin mời quý vị cùng đến với những thông tin cập nhật về thị trường hàng hóa. Xin mời anh Huy Hoàng. Vâng, nhưng có trên thị trường hàng hóa thì có những cái sự biến động trái chiều trong tuần vừa qua. Và hai nhóm mặt hàng được nhà đầu tư Việt Nam quan tâm nhất chính là nông sản và năng lượng. Có những diễn biến khá là tiêu cực và thay đổi khác nhau. Trong khi sắc đỏ phủ kín bảng giá năng lượng thì mặt hàng nông sản lại có mức tăng khá tốt. Trên thị trường này thì chính sự diễn biến trái động trái chiều khiến cho chỉ số MXV Index đóng cửa giảm nhẹ 0,2% xuống còn là hơn 2.000 điểm, giá trị giao dịch trung bình là khoảng 2.800 tỷ đồng. Việc Bộ Nông nghiệp Mỹ phát hành báo cáo cung cầu nông sản thế giới định kỳ tiếp tục gây ra những rất nhiều biến động đối với mặt hàng nông sản liên thông với sàn giao dịch Chicago. Đóng cửa tuần trước thì giá ngô kỳ hạn tháng 5 tăng 3,1%, trong khi giá lúa mì tăng mạnh hơn 4,5%. Theo báo cáo này thì tồn kho ngô cuối niên vụ 2020-2021 của nước này tiếp tục giảm xuống 34,3 triệu tấn so với mức là 38,1 trong báo cáo tháng 3. Vì thế, việc giá ngô tăng sau báo cáo này cũng không có bất ngờ cả. Tuy nhiên, thị trường vốn thì không hề dễ đoán như vậy. Ví dụ điển hình là mặt hàng lúa mì, tồn kho cuối vụ Mỹ, lúa mì của Mỹ 2020-2021 vừa qua tăng từ 22,8 lên 23,1 triệu tấn. Tuy nhiên, giá lúa mì vẫn tăng mạnh sau báo cáo này. Nguyên nhân là bởi là nhà đầu tư thì quan tâm nhiều hơn đến số lượng tồn kho của toàn thế giới đã giảm mạnh từ 301,2 xuống còn 295,5 triệu tấn. Do các nước xuất khẩu dự kiến sẽ là xuất khẩu nhiều hơn, trong khi nhu cầu nhập khẩu lúa mì thì lại thấp hơn trước đó. Và để biết thêm một số các triển vọng của giá trị nông sản trong tuần trước, chúng tôi có cuộc trao đổi nhanh với bà Nguyễn Hồng Hà, là thành viên kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Báo cáo tháng 4 của Bộ Nông nghiệp Mỹ vừa qua tuy không gây ra nhiều biến động quá lớn đối với nhóm nông sản nhưng đã giúp thị trường phần nào đánh giá được về triển vọng cung cầu trong thời gian tới. Với ngô thì tồn kho của Mỹ đã xác định ở mức thấp nhất 7 năm. Vì vậy mà việc giá sẽ giảm về vùng đáy như năm 2019-2020 là khó có thể xảy ra. Từ nay đến hết tháng 9, thị trường sẽ chuyển sang quan tâm nhiều hơn đến các thông tin về thời tiết mùa vụ ngô Mỹ và ngô vụ 2 tại Brazil. Nhìn chung đang có nhiều lo lắng về mùa vụ ngô năm nay. Vì vậy mà giá ngô có thể vẫn sẽ duy trì ở mức cao trong ít nhất là vài tuần tới. Giá nông sản vẫn không giảm như kỳ vọng của các doanh nghiệp nhập khẩu Việt Nam, khiến sức ép đang đè nặng lên chuỗi sản xuất nói chung. Cụ thể rằng là theo Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ, kim ngạch nhập khẩu ngô trong 2 tháng đầu năm nay đạt 36 triệu đô la Mỹ, là mức cao nhất từ trước tới nay, trong khi nhập khẩu thức ăn chăn nuôi cũng tăng tới 360% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 65 triệu đô la Mỹ. Và sáng nay thì giá ngô Nam Mỹ nhập khẩu được chào bán quanh mức là 325 đô la Mỹ một tấn theo giá CNF tại cảng Cái Lân. Giá ngô nội địa cũng đang được bán ở vùng giá là 7.250 đồng một kg, tăng tới 70% so với giai đoạn cuối năm 2020. Giá nguyên liệu nhập khẩu tăng cao khiến giá thức ăn chăn nuôi trong nước cũng liên tục tăng chóng mặt. Cụ thể là giá tăng lên gần 400.000 đồng cho một bao 25 kg, tăng 70.000 đồng so với giai đoạn trước Tết Nguyên đán và cao nhất so với vùng giá chỉ từ 230 đến 280.000 đồng trong giai đoạn giữa năm 2020. Sau khi trừ hết các chi phí sản xuất khác thì nhiều hộ chăn nuôi cho biết họ sẽ bắt đầu không còn lợi nhuận, thậm chí có thể bị lỗ trong các đàn chăn nuôi tiếp theo.